Những người đang sống với một phần còn lại của họ, họ sẽ phải chịu đựng mọi thứ. Họ sẽ đau khổ vì thiếu hiểu biết, họ sẽ đau khổ khi được học hành, họ sẽ đau khổ vì nghèo đói, họ cũng sẽ đau khổ vì sung túc, họ sẽ đau khổ khi cô đơn, họ cũng sẽ đau khổ khi có một mối quan hệ. Nếu họ không kết hôn, họ đau khổ. Nếu họ kết hôn, họ sẽ như thế này đây. Nếu họ không có con, họ cũng lại phải chịu đựng đau khổ. Nếu họ có những đứa con xung quanh, chúng có thể đến và làm đau bạn. Bạn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho mình sống trọn vẹn nhờ tiền bạc, nhờ nhậu nhẹt, nhờ tình dục, nhờ đi dã ngoại và nhờ đến đạo tràng. Bằng nhiều cách bạn đang cố gắng làm cho mình sống trọn vẹn, đó là do bạn còn đang sống một nửa. Tôi biết tâm trí người phương Đông cũng đã tiếp thu điều này một cách méo mó, khủng khiếp. Nhưng ngay bây giờ, nếu bạn nói với bạn bè hoặc người thân của mình rằng tôi sẽ đến đạo tràng trong 3 ngày, họ sẽ trở nên rất ngạc nhiên đối với bạn và hỏi tại sao, có chuyện gì vậy? Chắc có điều gì không ổn trong cuộc sống của bạn phải không? Bạn đến đạo tràng để chữa lành vết thương, để an ủi bản thân. Điều gì đó phải thực sự không ổn với cuộc sống của bạn, hay bạn đã thật sự quá già đối với cuộc sống này rồi? Nếu không thì tại sao bạn lại đi tới đạo tràng? Vì vậy, điều này cũng đã len lỏi vào nền văn hóa này. Về cơ bản, nếu bạn chỉ sống với một nửa của mình, hoặc nếu bạn phải sống với một phần còn lại, thì việc sống một phần cuộc sống này cũng là một cực hình khủng khiếp. Nhiều bạn đã từng học qua các lớp khoa học nghiên cứu, tôi chắc rằng các bạn đã từng mổ những con ếch và con gián ra rồi, phải không? Đúng chứ? Chúng là những sinh vật hiền lành sống động. Nhưng bạn đã mổ chúng ra vì bạn muốn tìm thấy tim, gan, thận của chúng. Sống dở chết dở. Sống dở chết dở là một cực hình. Bạn đã biết điều này chưa? Phải sống một nửa phần còn lại là một cực hình. Đây là nỗi đau mà một bộ phận lớn nhân loại đang phải trải qua hiện nay, bởi vì họ chỉ sống một nửa. Chỉ một phần của họ trở nên sống động. Chỉ có thể chất và tinh thần của họ trở nên sống động. Phần còn lại của họ vẫn còn nằm im ở đó. Những người đang sống với một phần còn lại của họ, họ sẽ phải chịu đựng mọi thứ. Họ sẽ đau khổ vì thiếu hiểu biết. Họ sẽ đau khổ khi được học hành. Họ sẽ đau khổ vì nghèo đói. Họ cũng sẽ đau khổ vì sung túc. Họ sẽ đau khổ khi cô đơn. Họ cũng sẽ đau khổ khi có một mối quan hệ. Nếu họ không kết hôn, họ đau khổ. Nếu họ kết hôn, họ sẽ như thế này đây. Nếu họ không có con, họ cũng lại phải chịu đựng đau khổ. Nếu họ có những đứa con xung quanh, chúng có thể đến và làm đau bạn. Điều này có đấy. Không có con khổ gì, nhưng cũng chính điều đó họ đau khổ. Chỉ cho tôi thấy một điều rằng con người không có gì là đau khổ ngay bây giờ. Chỉ cho tôi thấy một khía cạnh của cuộc sống mà hiện tại con người không đau khổ. Họ đang đau khổ về mọi thứ. Không chỉ cuộc sống, họ thậm chí còn phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi cái chết nó xảy ra. Thấy không? Thấy không? Anh ấy đang nghĩ đến việc xây dựng một kim tự tháp cho chính mình. Cái có và cái không, mọi thứ họ phải chịu đựng. Đây không phải là về việc bạn chịu đựng sự cô đơn. Không phải là về việc chịu đựng người bên cạnh. Không phải là về chịu đựng tiền bạc. Không phải là về việc chịu cảnh nghèo đói. Điều bạn đang đau khổ là bạn đang sống một nửa. Bạn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho mình sống trọn vẹn nhờ tiền bạc, nhờ nhậu nhẹt, nhờ tình dục, nhờ đi dã ngoại và nhờ đến đạo tràng. Bằng nhiều cách bạn đang cố gắng làm cho mình sống trọn vẹn, đó là do bạn còn đang sống một nửa. Những điều như vậy giúp bạn cảm thấy bừng lên sức sống, nhưng rồi nó lại chìm xuống. Vì vậy, khi mọi người liên tục sống một nửa, niềm vui trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
một phần rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Không có nó, bạn không thể tồn tại. Niềm vui trở thành điều tối quan trọng trong cuộc sống của bạn khi bạn chỉ còn sống một nửa. Khi vật chất là tất cả những gì bạn biết, niềm vui sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn trở nên sống động trọn vẹn, bạn sẽ trở nên phúc lạc, hân hoan, ngất ngây vô cớ, bùng nổ ngay nhất bên trong bạn mà chẳng vì lý do gì. Nó gần như không thể diễn tả. Bây giờ, ý nghĩ về niềm vui sẽ bốc hơi. Tìm kiếm một thức uống, tìm kiếm một thứ thú vui nào đó sẽ biến mất khỏi tâm trí của bạn. Bởi vì bạn đang sống trọn vẹn. Khi bạn hoàn toàn sống động, niềm vui sẽ biến mất. Khi bạn chết một nửa, niềm vui là một điều quan trọng. Nếu bạn thấy video thật sự hữu ích, hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ những điều tốt đẹp này đến với nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn.